Xin chào bạn, chào bạn quay trở lại kênh thuật máy tính. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn thay pin của máy Xiaomi Redmi Note 5A. Ở đây thì khách mang đến với tình trạng là đây, tháo bung bét hết rồi. Ốp này, pin mình test thì còn pin nó bị hỏng, không lên nguồn. Khách báo sạc không lên nhé, và màn hình không lên nguồn. Bây giờ mình sẽ test với cái này. Vì ở đây mình đã mua cái pin mới nhé. Đây mình test cái cách này cho các bạn xem nhé. Tôi sử dụng máy cấp nguồn, máy cấp nguồn nhé, để 3.7V nhé. Rồi đây, ta kiếm cái đầu, ta mua cái đầu đa năng của Android đây. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái chân này là mình đã thử rồi, đó là chân 12B đây. Chân này chân 12B nhá. Chân 12B là vừa với em này. Rồi bây giờ mình lắp vào xong kích nguồn lên thử nhá. Vì cái pin kia là mình sạc không lên, kích cũng không lên nhá. Ok, đây. Chứng tỏ là cái pin nó bị hỏng nhá. Bây giờ mình sẽ thay. Việc thay thì rất đơn giản thôi, các bạn tháo cái ốp ra. Tháo cái ốp ra, ở đây có một cái miếng chắn, nó chắn ở đây, vặn cái vít vặn. Nhưng ở đây khách mang đến thì mất cái miếng này rồi. Các bạn tháo cái miếng này ra, sau đó bỏ ra. Sau các bạn đặt cái pin vào. Bạn có cái sim dán ở đây cho chắc cái pin là được. Không có thì thôi chả sao. Sau đó các bạn lắp lại như cũ thôi, tháo ra như nào lắp lại như cũ. Ở đây nó đang lên khởi động này, mình sẽ test thử nhé. Ở đây thì khách có mật khẩu, thì khách đã báo mật khẩu à? Báo mật khẩu cho mình biết à? Rồi, khá là xinh nhỉ. Rồi, để hình động. Ok, rồi bây giờ mình tắt đi nhá, tắt đi để thay máy này là máy nội địa. Tắt đi lắp pin là thay luôn, test thử cái pin mới luôn nhá. Rồi các bạn để ý cái máy kích nguồn nó về điện áp về 00A thì ta bắt đầu tháo. Đây nó mới hết pin. Ok. Rồi. Việc chúng ta đơn giản đó là chỉ cần nhấc pin vào. Đó, bây giờ các bạn nhấc cái pin vào để thử nhé. Thì nếu các bạn sẽ lắp luôn nhé, cái này không có cây, nên cái vân tay này lắp giữ kiểu gì đây nếu mà không có cây. Khách mang đến nào mình giữ nguyên thế thôi, chứ mình cũng chả có cái đồ của máy này để lắp thêm được. Rồi khai sim nhé. Ok, lắp ốp vào luôn. Ok, máy đã lên. Vì con này là pin mới thì chúng ta sẽ dừng hoặc sau đó sạc lên nhé. Còn nếu mà có cái chắn sau thì các bạn vặn cái chắn vào bình thường thôi, các bạn sử dụng cái tô vít.
auto fit đầu bé của điện thoại này, vặn vào cho mình được. Đó, cái này thì pin nó hỏng, hỏng đây, mà mình kích, kích nó không lên là không lên. Rồi, ok, 54% nha. Rồi, bật cả Bluetooth đây. Ok, nó để cái giao diện này tốn pin lắm. Rồi, ok, đây mình sẽ vào phần giới thiệu điện thoại cho các bạn xem cái. Rồi, cái này nó đổi giao diện tìm rất là khó. Ở đây, setup đây. Rồi đây, Xiaomi Redmi Note 5A. Ok, video của mình xin tạm dừng tại đây. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào bạn.